Thưa quý vị và các bạn, đến với tuần văn hóa thể thao và du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023, cùng với việc khám phá các cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ và huyền bí, du khách còn có thể tìm hiểu, tham quan các sản phẩm nông sản địa phương, ô cốp tiêu biểu, hoạt động trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số cũng mang đến một không gian văn hóa đặc sắc, thú vị. Đây được coi là một trong những hoạt động đặc trưng, điểm nhấn đáng chú ý trong khuôn khổ tuần lễ. Những điệu múa khèn uyển chuyển, những đôi bàn tay khéo léo rèn đúc, những bộ trang phục rực rỡ sắc màu các dân tộc được trình diễn trưng bày tại khu vực gian hàng nghề truyền thống huyện Tủa Chùa. Tại không gian trưng bày này, du khách và người dân có dịp tận mắt chứng kiến qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân những sản phẩm nông cụ rèn dần hoàn thiện. Bên cạnh nghề rèn, du khách còn được trải nghiệm nghệ thuật chế tác và múa khèn, nghề dệt và thêu vải thổ cẩm truyền thống. Trên mỗi tấm vải được dệt và hoàn thành là cả thế giới tâm hồn phong phú và bàn tay khéo léo chế biến sợi lanh, chắp vải, vẽ họa tiết sáp ong và nhuộm tràm của bà con dân tộc Mông. Hôm nay là tôi cũng mang cái sản phẩm mà váy áo núi của dân tộc Mông mình. Rất là nhiều khách tham quan mà về xem, mà các cháu cũng về hào hứng kinh nghiệm để giữ lấy bản sắc dân tộc truyền thống của người Mông của nước mình. Hòa mình vào không gian văn hóa các dân tộc, du khách được khám phá các sản phẩm thủ công truyền thống như các nhạc cụ dân tộc, sản phẩm dệt thủ công, mây che đan, trải nghiệm khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ sắc màu của dân tộc Mông hay đắm chìm trong họa tiết, hoa văn được thêu trên trang phục của người Xạ Phang. Tất cả đều mang những nét đẹp bình dị nhưng không kém phần đặc sắc trong đời sống thường nhật của đồng bào dân tộc nơi đây. Đến với cái tuần văn hóa của huyện Tủa Chùa thì chúng tôi được huyện mời lên để trưng bày một số cái sản phẩm của dân tộc chúng tôi. Đó là gồm có các cái sản phẩm như là giày thêu này, như thổ cẩm nằm bằng các cái ném của người Mông và của người Hoa. Thì trong cái tuần văn hóa này thì chúng tôi cũng mong muốn là được quảng bá các cái sản phẩm của địa phương, làm đến các cái du khách từ trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Thiết kế trang trí ấn tượng, các sản phẩm văn hóa du lịch phong phú và đa dạng là cảm nhận của nhân dân và du khách khi đến tham quan tại gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương. Nhiều sản phẩm đặc trưng của huyện được giới thiệu gồm các sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp như chè san tuyết, rượu tà trải, mật ong rừng, khoai sọ. Mỗi sản vật là một câu chuyện về cách làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững. Nhiều hình ảnh giới thiệu về điểm đến du lịch, các di sản văn hóa đặc sắc của địa phương cũng được trưng bày, thu hút đông đảo khách du lịch và người dân. Thực hiện kế hoạch tuần lễ văn hóa và sự kiện huyện Tủa Chùa gắn với phát triển du lịch của địa phương, phòng nông nghiệp cũng đã bố trí các cái không gian gồm có các cái sản phẩm nông sản, các sản phẩm ô cốp mang những cái đặc trưng và là thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Cùng với đó, chúng tôi cũng đã tổ chức các cái không gian trưng bày các cái nghề truyền thống như là nghề rèn, nông cụ, nghề thêu thùa truyền thống của bà con dân tộc miền núi vùng cao. Qua đó phát huy những cái tiềm năng và thế mạnh của địa phương, lưu giữ những bản sắc của dân tộc. Diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10, hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đã mang đến một không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao Tủa Chùa. Với những nét đẹp mộc mạc, cách tái hiện gần gũi, đa sắc màu văn hóa đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách khi đến với tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện Tủa Chùa năm 2023.